Các bạn, trên hình các bạn thì thấy đây là cái cụm chân sạc của điện thoại Nokia X5 đang chờ thay mới để di động cao cấp.vn. Rất là nhiều khách hàng gọi điện đến di động cao cấp.vn hỏi về cái việc thay mới chân sạc cho điện thoại Nokia X5 5.1 Plus đang thực hiện từ di động cao cấp.vn. Thì đây là cái chân sạc của điện thoại Nokia 5.1 Plus Nokia X5. Thì khi các bạn để ý, nó thiết kế dạng tai C hoàn toàn mới, do đó việc lỗi hỏng nó sẽ liên quan đến phần hai cái mặt sạc này. Các bạn để ý hai mặt đều sạc. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại Nokia X5 5.1 Plus, sạc chập chờn, sạc lúc được lúc không, sạc báo ảo, sạc lúc vào điện lúc không, không kết nối máy tính, là do cụm chân sạc này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, rồi ship chân sạc của Nokia X5 5.1 Plus đến tận chính hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại điện thoại Nokia X5 5.1 Plus hàng đầu hiện nay.